Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Main Channel. Clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng dòng TV Solly cách dò kênh cho TV. Nhưng cái điều đặc biệt ở clip này là hướng dẫn anh em khi mà dò kênh trên dòng TV Solly thì sẽ có một cái mẹo để làm sao khi dò kênh thì tất cả hệ thống kênh nó sẽ tự động sắp xếp từ 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 20. Những kênh truyền hình các bạn hay xem như các kênh truyền hình VTV1, VTV2, VTV6 hoặc các kênh truyền hình VTC. Đấy thì bình thường khi các bạn dò kênh như một số clip mình hướng dẫn anh em dò kênh thì các kênh truyền hình nó sẽ xuất hiện từ kênh 800 đổ đi. Đấy các bạn đang nhìn ạ, VTV6 từ 805, VTV3 từ 802, VTV1 từ 800. Đấy thì khi mà sử dụng dò tự động, nó tự động quét kênh thì hệ thống kênh nó xuất hiện như vậy. Nó sẽ khiến cho cái quá trình các bạn sử dụng TV khó khăn nếu gia đình có trẻ nhỏ, người già. Khi đó thì đã sắp xếp về 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 20 trên điều khiển. Các bạn ấn 1 ra V1, 2 ra V2, 3 ra V3 hoặc 6 ra V6 thì nó sẽ phải mất một bước nữa là bước sắp xếp lại các kênh, sắp xếp lại danh sách chương trình trên TV. Lưu ý lại khi các bạn sử dụng anten ngoài trời thì bắt buộc là các bạn phải dùng anten dàn ngoài trời và có dây anten như vậy, không dùng anten trong nhà để dò được đủ các cái kênh truyền hình kiểu số của VTV hoặc VTC. Các bạn dùng anten ngoài trời và dùng rắc cắm để cắm lên sườn, cổng anten lên sườn đối với một số dòng TV Sony có kích cỡ từ 49 đến 55. Đấy thì còn đối với những cái dòng TV cắm vào lưng thì các bạn vẫn phải cắm thôi, cổng anten ở phía lưng. Bây giờ mình sẽ tiến hành thao tác hướng dẫn dò kênh và để làm một cái bước để sao nó tự động quét ra cái kênh sắp xếp từ 1 cho đến 20 các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn truy cập Home. Các bạn truy cập vào Home, sau đó thì các bạn di chuyển xuống cài đặt đối với TV Sony và chạy hệ điều hành Android hoặc Smart TV thì các bạn chỉnh vào cài đặt. Còn đối với một cái dòng Internet TV thì các bạn cũng vào Home vào cài đặt thôi. Sau đó thì các bạn vào mục thiết lập kênh, xuôi thiết lập kỹ thuật số. Đối với cái phần thiết lập kiểu số thì các bạn chọn mục dò kênh kiểu số. Mục này thì có phần dò kênh kiểu số thủ công. Các bạn sẽ chọn vào cái mục dò kênh và đầu tiên các bạn chọn C24. Các bạn di chuyển xuống 24, các bạn chọn chỉnh về 24 các bạn nhé. Chỉnh về 24 sau đó thì các bạn ấn quét lên. Quét lên và các bạn chờ khoảng mấy chục giây thôi. Nếu anten tốt thì nó sẽ ra ngay. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, ngay các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, VTV7, VTV8, VTV9. Đủ các kênh truyền hình để các bạn xem rồi. Sau đó thì các bạn tiếp tục, các bạn ấn back trở lại. Nó sẽ hỏi bạn có muốn tiếp tục quét không? Bạn ấn là không. Và tiếp tục các bạn chỉnh cái này xuống, các bạn sẽ chọn là 29, chọn lên 29. Đấy, 29. Sau các bạn di chuyển xuống quét lên. Các bạn nhìn nhé. Đấy, nó sẽ ra đủ các kênh truyền kia số của VTC luôn. Hầu như khi các bạn dùng thì các bạn chủ yếu là xem của các kênh truyền hình kia số VTV hoặc VTC, bao gồm hệ thống các kênh quảng bá như V1, V3, V6 HD và các kênh của đài truyền kia số VC. Đây là hai đài khác nhau. Khi các bạn xem bóng thì các bạn lưu ý là cũng sẽ có hệ thống các kênh VTC 2, VTC 3 và một số các kênh mà các bạn muốn là bắt cả các kênh VTC HD nữa. Thì để dò được các kênh VTC HD thì các bạn tiếp tục di chuyển xuống, các bạn chọn C27 và xuống 27 và 28. Các bạn chọn quét lên 27 và 28, nó sẽ tự động là tiếp tục một quét. Đấy, mình vừa để nhầm chút, nó vẫn đang để 29, các bạn để 28 và 27 thì nó sẽ quét ra các kênh truyền kiểu số nữa. Khác biệt hoàn toàn so ở cái bước này là các bạn khi các bạn cho dò kênh
bình thường các bạn chọn thiết lập kênh mà các bạn cho dò tự động thì nó sẽ quét ra toàn bộ các kênh. Như dò kênh chuyển số đây, dò kênh chuyển số tự động thì nó sẽ nó dò toàn bộ các kênh tích hợp và các kênh có ở trên sóng phát trên lãnh thổ của quốc gia Việt Nam, nên là các bạn sẽ bắt được cả những cái kênh thì các bạn sẽ không thể xem được. Đó là lý do vì sao khi các bạn ấn vào truy cập các kênh thì sẽ thấy một số kênh báo là không có dịch vụ hoặc là kênh bị mã hóa. Đấy, thì cái bước mà mình hướng dẫn anh em dò theo cái phương pháp thủ công và chọn C4 và C9 để quét lên thì nó sẽ tự động nó sắp xếp các kênh. Đấy, các bạn chỉ cần ấn 1, 2, 3 thôi là các kênh nó tự động nó ra rồi, không được sắp xếp nữa, mình sử dụng điều khiển của TVSolid. Đấy, thì trong quá trình các bạn dùng và các bạn xem phim hoặc sử dụng TV, nếu mà gặp cái trường hợp mà thay đổi tần số và tự động mà nó không còn nữa thì các bạn tiếp tục ấn dò bạn như mình hướng dẫn là sẽ ngay lập tức là sẽ xem được. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi.